Là cái set đồ chơi Star Wars. Cái đằng sau này hình như không phải là Star Wars thì phải. Nó là Minecraft. Đây là lâu đài phù thủy. Đẹp ghê á. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cuối tuần của mọi người như thế nào? Thì hôm nay trong dịp cuối tuần thì Simon đang đi ở Crescent Mall. Thì hôm nay ý định của Simon là đi vào các cửa hàng như là My Kingdom hay là Robin ở trong Crescent Mall để tìm xem Minifinger 17 ra như thế nào rồi. Chắc là Simon sẽ mua một vài em đó. Ngoài ra ở đây còn có một hoạt động nữa là hoạt động trại hè Lego. Nếu mà các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nhanh chân tới đây tham gia đi. Vâng, và chỗ đầu tiên mà Simon muốn dẫn các bạn trong Crescent Mall hôm nay vẫn là địa điểm quen thuộc, đó là chính là cửa hàng My Kingdom trong Crescent Mall. Thấy không? Làm cái vlog ngày hôm nay thì Simon nhớ tới cái lần mà Simon kiếm cái polybag về Ninjago á, cái không, tàu không tặc á. Ok, và đây là My Kingdom. À, mình đi kinh đơn đây rồi. Mình đi kinh đơn 17 đây nè. Bóc ngay trái bắp luôn. À, cạnh bên cửa hàng My Kingdom thì chúng ta có cửa hàng K&K Toys. Thì ở cửa hàng này bán những đồ chơi từ Nhật Bản cũng khá là xinh. Đây là nhà của thỏ. Vào trong thôi. Chúng ta có một căn nhà to của gia đình thỏ nữa nè. Có gia đình sóc nữa. Ngoài ra chúng ta có thể mua những cái set nhỏ gồm có những em bé thỏ và em bé sóc. Một cái đường đua đẹp quá chưa. Có đường rành xe lửa và có những cái đường cho xe hơi chạy nữa nè. Chúng ta coi xe hơi của Tomica thôi nè. Đây là những cái xe hơi mà giá 89k. Lần trước xe mình có giới thiệu cho các bạn rồi đó. Bên này cũng là xe Tomica. Xe chung chung đó hả? Có cái này gì đẹp quá vậy? Đây là những chiếc xe Toy Story 279, nó đẹp quá chứ. Wow, đây là nhân vật Alien 3 mắt, các chú lính nhựa màu xanh nè, Woody. Wow, hình như đây là Buzz Lightyear. Có Buzz Lightyear ở trong cái hộp nữa nè. Đây là sắp tô màu
Sesso màu pixel. Chúng ta có hình của nhân vật Monster Inc. Còn cái này là Toy Story. Oh, đây là nhân vật Zootopia. Là Simon cũng đã mua được vài túi mini finger. Nói thật thì Simon cũng không lựa nhiều nhiều đâu. Nhưng mà Simon biết chắc ở trong ba túi này thì có một cái túi là trái bắp. Ngoài ra ở My Kingdom thì ở trong Racing Mall chúng ta còn có một khu vực nữa để chúng ta có thể mua Lego. Đó chính là khu trung tâm thương mại Robin. Đây là khu trung tâm tích hợp ở trong Racing Mall luôn. Vậy bây giờ chúng ta cùng khám phá khu bán đồ chơi của Robin nha. Đây là cửa hàng Anti Toy. Rồi, còn đây là khu vực bán đồ chơi to hơn. Chúng ta có con quay nè. Cũng có Zootopia nữa nè. Có Good Dinosaur. Có cái xe của anh cá trong Zootopia nữa nè. Bên này là xe Tonica một lần nữa. Xe T-Zoom đây rồi. Cái này là những xe Kitty và Melody. Có xe Mickey, Minnie. Ở đây cũng có Playmobil nữa. Xem mình thấy có cái set này dễ thương lắm nè. 99.000. Có hai nhân vật Minifinger và hai nhân vật Bed. Đây là con chó và đây là gấu Teddy. Đằng sau có hoàng tử và công chúa nữa nè. Còn ở dưới này là đồng giá 69.000. Wow, các nhân vật này cũng có dễ thương lắm nè. Có tai nghe, có laptop, có máy MP3. Khi mình xoay cái nút ở bên này thì cái tàu ở bên này cũng xoay nữa nè. Wow, những minifinger trong hộp cũng dễ thương. Đây là set em bé đi khám bệnh. Set công chúa. Và đây chúng ta có set dạo quanh công viên. Có những cái xe đẹp rất là đẹp nè. Còn đây là set nhà thám hiểm tương lai. Còn đây là set đi dạo xe đạp. Wow, có 99.000 thôi. Chiếc xe đạp đẹp quá nè. Ở trong còn có cái gì nữa ta? Có một cái phần xe, cái giỏ để chở hàng nữa. Các nhân vật superheroes. Bên này là gian hàng của Transformer. Còn tin thôi. Lego rồi nè. So nice city. Đây là cái set đồ chơi Star Wars. Cái đằng sau này hình như không phải là Star Wars thì vậy. Đó là Minecraft. Đây là lâu đài phù thủy. Đẹp ghê á. Đây là các set Creator. Được giảm giá nữa nè. Superheroes. Batman. Mighty Macros. Minifinger đây rồi. Sẵn thì cũng đi coi Minecraft một xíu. Đây là những set Minecraft ở My Kingdom đang bán nha. Đây là Minecraft mùa đông. Và đây là Minecraft trong núi lửa. Ở dưới này sẽ mình có thấy Minecraft trong hang động. Minecraft ở suối nước nè. Còn đây là cái set Lego Movie. Cuối cùng thì Simon cũng đã trải qua một ngày ở Crescent Mall. Thì trại hè Lego cũng khá là thú vị, nhưng mà Simon có vẻ là hơi lớn nên là không thể tham gia các hoạt động ở trại hè này được. Nhưng mà Simon cũng đã đi một vòng để cho các bạn xem được chơi ở Crescent Mall có đẹp không nào. Thì Simon cũng đã mua một vài túi minifinger 17 rồi, hy vọng là ở trong đó có nhiều em dễ thương. Simon đang đợi đủ một set về để làm unbox cho các bạn xem luôn, các bạn nhớ đợi nha. Ngoài ra thì các bạn nào mà chưa tham gia cái chương trình giveaway của Simon á thì nhớ xem video trước đó, Simon sẽ link ở đây nè.
các bạn nhớ tham gia nha. Tạm biệt các bạn nhớ like và subscribe trên channel của Chai Mình nha. Còn các bạn muốn xem mình đi đâu đó nữa để quay video clip cho các bạn xem thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha. See ya.